Bà thấy cái xe này nhìn đã không? Con mới mượn thằng bạn con để hai cha con mình tuần sau là đi du lịch suốt một tuần luôn nha. Được á, xe này ngon đó, cha con mình đi là số 1 đấy. Ê. Điện thoại kìa, nghe đi. Anh nghe nè mình. Gì? Sao không cho đi? Anh đi với ba mà. Trời, em yên tâm đi. Em nghĩ sao anh đi với ba mà anh hư được. Vậy nha, đừng nói nữa. Chờ con coi hả? Dạ. Vợ con nói là cứ đi chơi với ba thoải mái đi. Vợ con yên tâm dữ lắm. Vậy à? Dạ. Nhưng mà hình như là ba nghe nó ngược lại những gì mà con nói đó. Bởi vậy ba không bao giờ ba hiểu nổi vợ con đâu. Vợ con nói một là khác, là không bao giờ là một được đâu. Có nghĩa là kêu là đi thoải mái đi. Có nghĩa là con gái nó có là không, nó không là có gì, đúng không? Bây giờ cái điều quan trọng hơn nè, ba với mẹ sao cưới nhau cũng chưa có được lâu lắm đâu, mà bây giờ ba đi với con một tuần mẹ có cho không? Trời ơi, ba nói thiệt với con nha, về cái khâu này con phải học hỏi ba đó. Mẹ con cho dù bây giờ cỡ nào, ba nói một tiếng là bà phải nghe một tiếng. Ba kiểu bà đi đằng đông, bà không bao giờ dám đi đằng tây. Trời ơi, vậy mới là người chồng gương mẫu chứ. Vậy mới là người chồng uy tín. Đây nè, đây. Ủa, mới nhắc gọi nè. Alo, anh nghe mình. Em về quê thăm chị Hai Huệ của em rồi. Giờ mình ở nhà coi quán chờ em về nha. Không được đi đâu hết à, ở nhà bán cà phê à. Em về mà không gặp mình á là em buồn lắm đó nha. Tri kỷ đồng cảnh ngộ. Thôi, vô nhà bán cà phê còn chiếc xe, đem đi trả cho người ta đi. Tụi con thấy không, cô chỉ cần nói một tiếng thôi là ở lại liền, không có đi nữa. Trời ơi, wow. Yêu dữ vậy trời. Con nở cô thiệt luôn á chồng cô. Nở thiệt luôn á, vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạn. Con thấy hình như là cô đang ghen với con trai của mình. Tại gì? Cái gì? Triệu chứng này nè. Chết cha, có khi nào có không ta? Cho tao là tao thấy bực bội à. Có một cái cảm giác gì nó lạ lùng lắm nha. Khó chịu lắm. Mỗi lần hai cha con ổng mà cứ đùm túm á, sao mà cười hỉ hả đó, khó chịu. Trời trời, trên thế giới này có bao giờ có bà mẹ mà ghen với con trai ruột của mình không trời? Kỳ lắm. Từ ngày mà chú Kiệt về đây nha, anh Tú với chú Kiệt hả, quấn quýt bên nhau hoài luôn à. Tao nói làm gì, đi đâu cũng có nhau ha. Gì đá banh đồ, siêu thị đồ, câu cá đồ, rồi giờ đi phượt đồ với nhau nữa. Có khi nào mà tình mẹ duyên con không cô? Mày bị điên hả? Trời đất ơi, nói gì hóa ra là anh Kiệt anh lấy luôn hai mẹ con hả trời. Trời ơi, quá trời, không có đâu quỷ. Hết hồn luôn á. Ai chứ Tú nhà cô á, xin lỗi. Ôi, nó cưng vợ nó lắm con ơi. Nó cưng đến cái độ mà nó hèn hạ, nó nhu nhược luôn. Nó sợ con vợ nó một phép luôn. Còn anh Kiệt á thì cũng bao giờ có chuyện đó đâu. Cái sự ganh ghét của cô nó là một cái gì đó, nó là một cái gì đó, chứ nó cũng không phải là cái vụ đó. Alo. À, mình hả? Bây giờ anh chuẩn bị đồ ra bến xe nè. Dạ. Gì vậy cô? Gì vậy cô? Chết cha. Alo. Alo. Sao tự nhiên cúp máy vậy trời? Còn tiền mà. Ông đi về quê cô luôn à. Trời ơi chết rồi. Tính nói để mà ông đừng có đi phượt với thằng Tú thôi, chứ mà sao bây giờ về luôn tới quê cô rồi. Rồi tính sao? Trời, yêu gì mà yêu dữ vậy trời. Mà đó có phải là yêu không vậy? Yêu thiệt hả cô? Cái này là yêu dữ dậu luôn hả cô? Chết rồi. Yêu quá yêu luôn. Bây giờ mình phải đâm lao rồi, mình phải theo lao luôn cô. Theo lao luôn đi cô. Không có được đâu. Bây giờ chú Kiệt mà chú biết ha, chú bỏ đi luôn, cô mất luôn. Hiếp. Dùng nữa đi. Sao đang nói chuyện anh cúp máy vậy? Anh biết sao không? Tại vì chắc là ở dưới quê sống nó yếu đó anh, chập chặt đó anh. Ừ, em bây giờ em chỉ đường cho anh đi xuống dưới quê đi. Anh chưa bao giờ đi xuống, làm sao anh biết đường anh đi? Ủa, anh xuống quê em thiệt luôn hả anh?
Thực ra thì anh cứ việc đi xe đò, xong rồi anh tới cái ngã ba cái Gia đó, rồi cái anh hỏi nhà bà Hai Huệ á, là tự động người ta sẽ chỉ tới nhà. Vậy còn em cái không khí dùng quá. Đúng rồi, ảnh thông minh đó cô. Mình làm vậy cho chú nghe, chú tin là ở dưới quê nãy em nghe tiếng chó, tiếng mèo, tiếng gà đúng không? Đó là quê đó. Thì đúng rồi, ở dưới quê mà chả chỗ nào mà không có gà vịt, đúng không em? Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, 2.000 một ổ. Bánh mì Sài Gòn, đặc ruột thơm bơ, 2.000 một ổ. Em ơi, cái này lạ nha. Ở dưới quê mà cũng có bánh mì Sài Gòn đó hả? Bánh mì Sài Gòn chắc là nhập đó anh ơi. Quê giờ cái gì cũng có trơn trọi anh ơi. Bánh mì Sài Gòn, đặc sụt tôm bơ, 2.000 một ổ. Bánh mì Sài Gòn, đặc sụt tôm bơ, 2.000 một ổ. Em ơi, sao anh nghe giống như ở ngoài đường nhà mình nó cũng có rau bán bánh mì Sài Gòn thơm ngon đặc biệt kìa. Alo. Kỳ vậy ta? Đang rau ở dưới. Cái con bánh mì nó đang rau ở dưới. Tức là cô cháu mình với ổng cùng nghe một lượt. Trời ơi, giờ sao ta? Tao không biết rồi. Giờ sao ta? Giờ phải làm treo. Giờ sao ta? Ai biết làm sao? Trời ơi, heo nữa kìa. Mày tính đi. Con tính hả? Con biết gì đâu tính. Anh tính đi. Tôi yên tâm. Đấy là đèn ông bày ra được là phải hốt vô được. Ăn ốc là phải đổ vỏ. Mà cái rổ ốc này con không ăn, cho nên cô tự đi đổ vỏ đi. Ôi. Alo cưng hả? Em xin lỗi cưng nha. Tại vì á, ủa chị Hai hả? Chị đâu hả? Chị lên Sài Gòn hả? Trời đất ơi, bây giờ bà đang đâu chị Hai? Ở bên xe rồi hả? Đi xuống xe rồi hả? Giờ đang tính bắt xe đi về nhà em hả? Rồi giờ sao hả? Trời ơi, anh ơi, cô xỉu rồi. Xỉu cái tướng đẹp dễ sợ luôn rồi, ngay đơ luôn rồi. Hello, cô Hai hả? Dạ, cô Len đau bụng quá xỉu đâu. Dạ, dạ bây giờ con nấu cô này, con cứ ở ngoài bến xe đi. Chút xíu nữa cô Len tỉnh dậy, con nấu cô Len chạy ri đón cô giờ, nha cô. Dạ. Tỉnh rồi. Xeo xeo ông cột, xeo ông. Cái này ta kêu bằng gậy ông đập lưng ông nè. Vậy giờ tính sao đây? Giờ sao ta? Đang ở ngoài bến xe. Bây giờ cô chỉ cần re bến xe, xong rồi giờ quê với lại cô Hai, coi như là mọi chuyện ổn thỏa. Cái gì? Không xong rồi, chú Kiệt đang ở dưới đó. Bây giờ mà cô đi xuống dưới là bể hết, hốt nguyên đám luôn á. Trời, tao rung quá à. Tao rung quá à. Cô yên tâm đi, em yên tâm đi. Em có một người chồng thông minh ở đây, em cũng sợ cái gì nữa. Cô. Gì con? Con đẻ có cách. Con lấy xe chở ba ra bến xe đi, ba đi về quê. Ừ. Kỳ á. Mình hẹn hò với nhau bất thành, cái tự nhiên ba bỏ con qua không ở lại coi quán cà phê với con. Thôi thì bây giờ không thì ba đi taxi. Ha? À, được rồi, chờ một xíu vô lấy chìa khóa chở bà đi. Ừ, nhanh lên đi. Nhanh lên. Cái gì vậy? Không có cái gì. Ôi, gì vậy? Không có gì. Cái gì vậy? Cái này là không phải cái gì. Ai vậy? Vợ con. Con vợ mày hả? Dạ. Trời đất ơi, làm gì vậy? Dạ. Cái gì mà sầu sầu vậy? Nè, biết rồi. Dạ. Mày, hư lắm nha. Em trời đất ơi. Cái gì? Không, tự nhiên chắc gái vậy nè. Đâu có gái đâu. Chứ tự nhiên vậy? Không phải gái. Cái gì? Mắc gì mày chùm cười mày che. À, không phải, này là vợ em. Nó bị ăn, nó trúng thực, cái xong rồi nó bị. Cái gì? Con vợ mày gì mà bự gì mà chà bá vậy? Thôi ngày nhớ xíu mà. Bởi vì nó bị phu nơ. Thôi rồi, thôi đừng có xạo. Phu nơ là cái gì? Phu nơ là phu nề á. Thì mày nói phu nề đi. Đây là vợ mày. Vậy đó. Ừ. Bị cái gì? Bị trời chống thực, nó bị phù nơ. Thôi. Ba, cái tình trạng này là gấp lắm. Ba chịu khó đây trong quán cà phê để con chở đi cho. Đi đâu? Chở vô bệnh viện. Không có được. Chở vô là em với anh mặc đồ đâu gì, người ta nghĩ là tình nhân rào xe. Mày khùng quá mày. Tao nói là tao chở
chở vợ mày vô bệnh viện. Thôi giờ em nó đang bị phù nề, nó đang nặng lắm, cái xe anh nó gãy luôn rồi sao. Thôi bây giờ vậy để ba giải quyết. Dung à, con cởi cái mền để cho chú coi đi. Nếu mà con nặng á thì lấy taxi á, kêu taxi chở con đi, còn nếu mà nhẹ tú chở đi cho tôi á. Dạ không được, tại con vợ con nó bị phù nề, nó gãy, nó ngại gặp người ngoài lắm chú. Cái gì đó nhưng mà phải cởi cái mền ra mới thấy đường mà đi chứ. Phù nề cái tôi coi. Mày chú mày chú to chuyện nào. Thế ghê quá. Mặt đồ đau đồ thơ quê. Trời ơi Dung à, Dung con nghe lời chú đi, theo chú đi vô bệnh viện khám đi con à, chứ để về tình trạng không có tốt đâu. Con cứ coi chú như là người nhà của con đi, đừng có ngại gì hết á. Ủa sao kỳ ta, có cái gì đó sai sai phải không? Hồi nãy cái thân hình thì nó giống như là cái bộ lúa vậy, giờ sao tự nhiên teo ngắt teo ngơ vậy nè. Dung hai chú Kiệt. Ủa sao hồi nãy chú thấy mày bự vậy nè, giờ mày còn có vậy nè, là sao vậy? Tại nãy con bị phù lên, giờ con hết rồi. Thấy cái biểu hiện của con là chú càng nghi ngờ hơn nữa. Cái kiểu mà bạo phát bạo tàn á là nó dễ chết sớm lắm. Thôi đi khám bác sĩ. Chú thôi đi, không khám bác sĩ đâu, đi không cần khám bác sĩ đâu, không phải. Thôi được rồi, chờ chú xíu đi, mày chờ chú. Chú gọi cấp cứu hả? Không chú gọi cho vợ chú. Dạ hả? Không đụng được đừng có. Ủa cái tiếng chuông điện thoại này nó nghe quen lắm đó ta, ở đâu? Trời ơi chị, tắt cái chuông coi sao mà nó đi ra. Ủa không tắt được cái chuông đi nè, chứ cái bữa mua rồi. Rồi sao đủ chưa, hết trò chưa? Tại sao vậy hả mình hả? Tại sao mình lừa anh vậy hả? Mình gạt anh vậy hả? Hả? Là sao? Thì sao? Là không thì là ghen đó. Ghen ai? Là ghen đó. Ghen cái gì? Không phải là ghen không đó. Mà ghen với ai? Ghen cái gì? Tôi làm gì mà em ghen? Ghen tại vì lúc có xe thì mê xe bỏ vợ. Còn bây giờ thì cứ xoắn lấy thằng Tú, hai cha con rủ nhau đi phượt. Nói tóm lại là ghen với thằng Tú đó. Thế ghê không? Trời ơi bà mẹ mà đi ghen với con thứ ghê không? Bệnh mà. Bệnh nặng quá rồi đó. Thì đó, ghen bệnh đó. Bệnh sao vậy? Bởi vậy thương mình không hết nữa. Tại vì sao? Hồi xưa là anh không có bạn đồng hành, bây giờ có thằng Tú nó cũng mê. Đi phượt với anh cũng mê. Thì hai cha con đi thôi. Nhưng mà lần này á, cái lý do của mình á cũng dễ thương lắm đó, nên tôi tha nó nha. Lần sau nữa hả? Đừng có trách tôi đó. Hay quá. Mới đi mốt đi phượt cho em đi cũng được vậy. Xe nào chở nổi mình. Đi chú. Con dễ thương mà. Nói chung là tại con mày nữa, chú quá. Nên okay. Chú sẽ xử mày sao ha? Dạ thôi. Ngồi xuống. Cô chú xử nhau tiếp đi. Nè. Muốn có vậy nữa nghe chưa? Thì nó mốt thì đừng bỏ bê tên nữa trời. Bỏ cái gì? Mất công tao. Sẽ làm gì không chịu nói. Đi chứ. Không biết coi. Con đi vô duyên mày đi ra cho người ta thấy coi. Quên nữa. Đi ra khỏi phòng. Tao xin lỗi. Tự nhiên ngồi đó. Tự nhiên ngồi đó dò mà kì á. Đi ra. Đóng cửa cho chú.